Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị cái máy dán cành Acrylic với cái thương hiệu của Yichan đến từ Đài Loan. Công năng của máy đây thì nó có hai chế độ dán. Dán là dán nghiêng 45 độ và dán đứng, rất là dễ sử dụng. Đây thì con dao cắt ken để cho nó phẳng cái mặt ván này. Dao thứ hai á là nó bo, nó đánh cái chỉ để dán 45 độ này. Còn dao thứ ba đây á là dao cắt đầu cắt đuôi, chỉ còn dư thừa ra là cắt đầu cắt đuôi. Còn dao thứ tư đây á, chỉ mà dư cao như này lên là phải trên và phải dưới. Còn dao thứ năm đây là bo cành R trên và dưới. Còn dao đây á là dao bo đầu bo đuôi, bo theo cái cành này. Mình kiểm tra thôi dày mỏng bao nhiêu thì mình có thể bấm trực tiếp lên đây. Rồi đây là hệ thống thu dập vận tải thôi. Còn ở đây cái hệ thống inverter nó chạy điều khiển cho tất cả các con dao lên đây. Và cái đây thì cắt nghiêng 45 độ. Nếu mình cắt đứng thì mình không có dùng tới con này. Sản phẩm rất là đẹp, không đường lai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.